chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình Hưng Yên. Cô là Lưu Thị Tuyết Nhung, giáo viên trường trung học cơ sở Thành Công, huyện Khoái Châu. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong môn hóa học lớp 9. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô mời các em cùng tham gia một trò chơi. Trò chơi này có liên quan tới việc phòng chống dịch COVID, vừa liên quan tới bài học ngày hôm nay của chúng ta. Trò chơi đó như sau. Ở đây cô có 6 bức hình. 6 bức hình này, mỗi một bức hình là một bước rửa tay. Nhưng ở đây các bức hình này không được sắp xếp theo đúng trình tự. Các em hãy sắp xếp những cái hình ảnh này theo đúng trình tự, theo quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y tế. Khi mà sắp xếp đúng thì những bức hình này sẽ được mở ra và phía sau sẽ là một nội dung quan trọng liên quan tới bài học hôm nay của chúng ta. Xin mời các em bắt đầu. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Và sắp xếp đúng ở đây đó là đáp án đúng là C, D, A, B, E và F. Và đây chính là nội dung quy trình rửa tay 6 bước của Bộ Y tế. Và qua đây thì cô mong chúng ta sẽ thực hiện nghiêm túc việc rửa tay sạch sẽ thường xuyên. Điều này giúp cho các em bảo vệ được sức khỏe của bản thân và của những người xung quanh. Vậy bức hình của chúng ta đã sắp xếp xong, nội dung quan trọng mở ra ở đây đó là gì? À, đây chính là bảng tóm tắt lại nội dung về cấu tạo và tính chất hóa học của ethylene, rượu ethylic và axit acetic. Cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại. Công thức cấu tạo của ethylene là CH2 nối đôi CH2. Rượu ethylic là CH3CH2OH, có thể viết thành C2H5OH. Axit acetic là CH3COOH. Về tính chất hóa học, ethylene tham gia phản ứng cháy, phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp. Rượu ethylic tham gia phản ứng cháy, phản ứng với natri, phản ứng với axit acetic. Axit acetic thì có tính axit, làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với kim loại, với oxit bazơ, tác dụng với bazơ, muối. Axit acetic còn tham gia phản ứng với rượu ethylic. Ở đây chúng ta thấy ethylene, rượu ethylic và axit acetic là ba chất hoàn toàn khác nhau. Vậy liệu chúng có mối liên hệ gì với nhau hay không? Và mối liên hệ đó là gì? Xin mời các em vào bài học ngày hôm nay. Mối liên hệ giữa ethylene, rượu ethylic và axit acetic. Trong bài học này chúng ta sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là sơ đồ liên hệ giữa ethylene, rượu ethylic và axit acetic. Nội dung thứ hai, các em sẽ vận dụng kiến thức đã học để chúng ta giải quyết một số bài tập. Trước tiên, vào bài ngày hôm nay thì cô mời các em trả lời những câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, nêu hai cách thường dùng để điều chế rượu ethylic. Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có. Các em hãy hoàn thành nhanh phần này vào trong vở cho cô. Và hai cách thường dùng để điều chế rượu ethylic ở đây là: cách 1, từ tinh bột hoặc đường lên men tạo thành rượu ethylic. Cách 2, từ ethylene tác dụng với nước có axit làm chất xúc tác tạo thành rượu ethylic. Ở đây các em chú ý vào phương trình sau. Ở phương trình này chúng ta thấy từ ethylene có thể điều chế thành rượu ethylic. Sang câu hỏi 2. Từ rượu ethylic hãy viết phương trình hóa học điều chế axit acetic và ethyl acetate. Phương trình điều chế axit acetic và ethyl acetate như sau. Từ rượu ethylic phản ứng với oxy có men giấm tạo thành axit acetic và nước.
từ rượu etylic phản ứng với axit acetic có axit sulfuric đặc làm chất xúc tác nhiệt độ tạo thành ethyl acetate và nước. Chúng ta cùng chú ý. Ở đây, chúng ta thấy rượu etylic điều chế được axit acetic và axit acetic thì điều chế tạo thành ethyl acetate. Qua hai câu hỏi vừa rồi, chúng ta tiếp tục sang câu hỏi thứ ba, vận dụng kiến thức đó để trả lời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 3. Hãy chọn tên chất thích hợp để điền vào các ô 1, 2, 3 cho phù hợp. Và tên chất ở đây của cô gồm có axit acetic, ethyl acetate và ethylene. Các bạn đã xong chưa? Chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Ở đây, 1 là ethylene, 2 là axit acetic và 3 là ethyl acetate. Qua sơ đồ này thì chúng ta thấy rõ ràng giữa ethylene, rượu etylic và axit acetic có mối liên hệ với nhau. Cụ thể ở đây là ethylene điều chế được rượu etylic. Từ rượu etylic có thể điều chế được axit acetic và từ axit acetic kết hợp với rượu etylic điều chế được ethyl acetate. Vậy, đây chính là mối liên hệ mà cô muốn giới thiệu với chúng ta trong phần 1 la mã trong bài học ngày hôm nay. 1 la mã, sơ đồ liên hệ giữa ethylene, rượu etylic và axit acetic. Phần phương trình minh họa cho sơ đồ này như sau. Từ sơ đồ này, chúng ta có phương trình thứ nhất, đó là từ ethylene phản ứng với nước tạo thành rượu etylic có axit làm chất xúc tác. Trong phương trình phản ứng 2, có rượu etylic phản ứng với oxy men giấm tạo thành axit acetic và nước. Ở phương trình thứ 3 là rượu etylic phản ứng với axit acetic có axit sulfuric đặc làm chất xúc tác nhiệt độ tạo thành ethyl acetate và nước. Và những phương trình hóa học này chúng ta đã hoàn thành ở câu hỏi 1 và câu hỏi 2 rồi. Các em sẽ có thể để trống và chúng ta hoàn thành sau phần này vào vở cho cô. Dựa vào phần kiến thức mà chúng ta vừa hình thành ở phần 1 la mã, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần 2 để giải quyết nội dung phần bài tập. 2 la mã, phần bài tập. Dạng đầu tiên cô muốn giới thiệu với chúng ta đó là dạng 1. Bài tập hoàn thành dãy chuyển đổi hóa học. Bài tập như sau. Chọn các chất thích hợp, thay vào các chữ cái rồi viết các phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau. Câu A. Từ chất A phản ứng với nước có chất xúc tác tạo thành rượu etylic. Từ rượu etylic phản ứng với oxy có men giấm tạo thành chất B. Khi quan sát vào sơ đồ này, các em cần chú ý điều sau. Thứ nhất, ở đây chúng ta chưa biết A và B. Vì thế các em cần phải dựa vào những kiến thức đã học để xác định được chất A và chất B ở đây là những chất nào. Vậy hãy quan sát lại phần 1 la mã mà chúng ta đã hình thành. Chúng ta thấy rõ ràng, ở đây chất A mà phản ứng với nước có xúc tác để tạo thành rượu thì tương ứng với trong sơ đồ này ở phương trình phản ứng 1. Vậy điều đó khẳng định với chúng ta ở đây A chính là C2H2 nối đôi với C2H2 chính là ethylene. Tương tự như thế chúng ta thấy từ rượu etylic đây, rượu etylic đây phản ứng với oxy có men giấm thì tạo thành axit acetic. Từ đó chúng ta hình thành B ở đây chính là axit acetic, công thức là CH3COOH. Vậy, chúng ta đã xác định được tên chất và chúng ta sang bước thứ hai là viết phương trình. Hai phương trình 1 và 2 này thì chúng ta sẽ hoàn thành phần này vào trong vở cho cô.
Và ở phần phương trình này thì chúng ta sẽ hoàn thành sau bài học ngày hôm nay. Vì chúng ta đã được nghiên cứu. Chúng ta tiếp tục sang phần B. Ở câu B, tương tự như câu A, các em cũng xác định chất D và chất E cho cô. Cụ thể, chúng ta nhớ lại tính chất hóa học của ethylene. Chúng ta thấy ethylene làm mất màu dung dịch brom. Và ở đây chúng ta thấy là phản ứng này chính là phản ứng cộng. Vậy thì D ở đây chính là dibrom etan. Tương tự như thế, ethylene tham gia vào phản ứng trùng hợp và E của chúng ta chính là polyethylene. Chúng ta hãy viết cho cô hai phương trình hóa học vào trong vở. Xin mời các em. Và các em cùng kiểm tra kết quả. Ở phương trình thứ nhất, ethylene phản ứng với brom tạo thành dibrom etan. Từ N phân tử ethylene có xúc tác nhiệt độ và áp suất tạo thành polyethylene. Khi viết phương trình hóa học, chúng ta cần chú ý như sau. Thứ nhất, cần xác định đúng chất tham gia và chất sản phẩm. Thứ hai, chú ý cân bằng phương trình. Và điều đặc biệt đó chính là chú ý tới điều kiện để xảy ra phản ứng. Chúng ta tiếp tục sang dạng bài tập thứ hai. Dạng 2, phân biệt các chất bằng phương pháp hóa học. Cô có bài tập như sau. Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch: rượu ethylic, acid acetic. Các em chú ý, khi chúng ta phân biệt hai dung dịch này thì bình thường các em sẽ dựa vào đặc điểm giống nhau hay đặc điểm khác nhau để phân biệt? Chắc chắn là chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm khác nhau rồi. Vậy ở đây chúng ta cần nhớ lại kiến thức về tính chất hóa học của chúng để chúng ta cùng phân biệt. Cụ thể, chúng ta cùng chú ý phân tích bảng sau. Ở đây là tính chất hóa học của rượu ethylic và axit acetic. Các em nhận thấy trong axit acetic có tính axit như làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với kim loại, với oxit bazơ, bazơ và muối. Còn rượu ethylic thì lại không có tính axit. Chính vì thế chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm khác nhau này để chúng ta phân biệt hai dung dịch. Trên thực tế các em bài này có thể có nhiều phương pháp để phân biệt. Nhưng ở đây cô chú ý với chúng ta là chúng ta có thể dựa vào là đổi màu quỳ tím, tác dụng với kim loại oxit bazơ hay bazơ và muối. Nhưng trong bài học ngày hôm nay, cô hướng dẫn chúng ta hai phương pháp hóa học. Đó chính là sử dụng quỳ tím và muối. Cụ thể như sau. Ở phương pháp 1, các em dùng quỳ tím. Chúng ta thấy axit acetic thì làm quỳ tím đổi thành màu đỏ. Còn rượu ethylic thì không làm quỳ tím đổi màu, dễ dàng phân biệt được hai dung dịch. Ở phương pháp 2, các em nên dùng muối, đó chính là muối carbonat. Ví dụ như canxi carbonat hoặc natri carbonat. Giả sử trong bài này, cô sử dụng muối là canxi carbonat. Thì khi chúng ta cho canxi carbonat vào hai dung dịch này, chúng ta thấy ở dung dịch nào mà làm cho chất rắn tan ra, có hiện tượng sủi bọt khí không màu bay lên, thì dung dịch đó chính là acid acetic. Còn rượu ethylic thì không có phản ứng này. Vì thế chúng ta dễ dàng phân biệt được hai dung dịch. Vậy, qua phần mà cô giáo hướng dẫn ở trên thì chúng ta rút ra được kết luận như sau. Về phương pháp làm bài tập này, chúng ta cần chú ý phân biệt các chất bằng phương pháp hóa học thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu các đặc điểm khác nhau về tính chất hóa học của các chất. Bước tiếp theo, chúng ta cần lựa chọn những hóa chất dùng để phân biệt nhằm tạo ra những cái hiện tượng dễ quan sát. Ví dụ như tạo ra chất kết tủa, chất khí hoặc có sự biến đổi về màu sắc. Vậy, dạng bài tập 2 chúng ta đã tìm hiểu xong rồi. Chúng ta tiếp tục vào dạng 3. Xác định chất dựa vào tính chất của chất cho trước. Các em cùng nghiên cứu bài tập sau.
có 3 chất hữu cơ, công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O, được ký hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng chất A và C tác dụng được với natri, chất B ít tan trong nước, chất C tác dụng được với natri carbonat. Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C. Để làm được bài tập này thì các em chú ý như sau. Cô trò chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ đề bài. Ở đây thứ nhất là người ta cho công thức phân tử của các chất. Và thứ hai là người ta cho đặc điểm về các chất như sau. Cụ thể, chất A thì tác dụng được với natri. Chất B ít tan trong nước. Chất C tác dụng được với natri carbonat, đồng thời tác dụng được với natri. Vậy đây là những thông tin mà đề bài cho. Tuy nhiên dựa vào những thông tin này thì chúng ta chưa thể xác định được công thức phân tử của các chất. Vì thế chúng ta cần chú ý để ý vào công thức phân tử mà đề bài cho kết hợp với những kiến thức mà chúng ta đã học. Thì chúng ta so sánh cho cô trong bảng sau. Chúng ta có kiến thức ở phần bảng này. Chúng ta để ý thấy C vừa tác dụng được với natri là kim loại, vừa tác dụng được với natri carbonat là muối. Chúng ta thấy ở đây ba tính chất, trong tính chất hóa học của ba chất thì chỉ có axit mới có phản ứng với kim loại, đồng thời vừa phản ứng với muối. Từ đó khẳng định chất C của chúng ta là một axit. Vậy trong phân tử của nó phải có nhóm COOH. Kết hợp với các công thức phân tử để bài cho, chúng ta thấy C2H4O2 có hai nguyên tử oxy. Từ đó dễ dàng xác định được công thức phân tử của C là C2H4O2 và có công thức cấu tạo là CH3COOH. Tiếp theo, chúng ta phân tích tiếp. Chất A tác dụng được với natri. Vậy chất A ở đây có thể là rượu hoặc có thể là axit. Tuy nhiên chúng ta đã loại trừ C là axit. Vậy A ở đây chính là rượu. Vậy trong rượu sẽ phải có nhóm OH và phân tử A có nhóm OH. Kết hợp với đề bài cho, chúng ta xác định được công thức phân tử và công thức cấu tạo của A. B ít tan trong nước. Vậy B chính là chất còn lại C2H4 và có công thức cấu tạo là CH2 nối đôi CH2. Tuy nhiên, đây chỉ là phần mà cô hướng dẫn chúng ta phân tích để giải bài toán. Vậy khi trình bày bài giải, các em sẽ trình bày như thế nào? Chúng ta nên lựa chọn những chất mà có nhiều đặc điểm để chúng ta nhận biết trước. Chúng ta sẽ viết bài giải trước. Vậy ở đây cô có bài giải để chúng ta cùng tham khảo. Bài giải như sau. Chúng ta nhận biết được chất C trước rồi đến chất A. Chất B thì chúng ta suy ra bởi vì B ít tan trong nước nên B có công thức là CaH4 và có công thức cấu tạo là CH2 nối đôi CH2. Chúng ta có một cái cách khác để xác định chất B. Đó là vì ở trên chúng ta đã xác định được chất C và chất A, thì ở đây chúng ta có 3 chất A, B, C, dễ dàng chúng ta kết luận được. Vậy chất còn lại ở đây chính là chất B. Vậy khi giải bài toán này thì chúng ta có thể lựa chọn cách 1 hoặc cả cách 2 này để chúng ta tìm hiểu ra chất C, chất B. Chúng ta tiếp tục dựa vào những cái phần mà cô trò chúng ta vừa mới phân tích ở trên. Chúng ta dựa vào đó chúng ta áp dụng để làm một bài tập tiếp theo. Bài tập này của cô có tên là xác định chất. Đây là chất gì? Ở đây, nội dung về thông tin về chất cô giáo, nội dung thông tin về chất sẽ liên tục được xuất hiện trong vòng 20 giây. Các em sẽ nghiên cứu thông tin đó và xác định xem tên của chất là gì trong vòng 20 giây đó. Các em đã sẵn sàng chưa?
Chúng ta cùng bắt đầu. Tan vô hạn trong nước, phản ứng với kim loại, phân tử khối là 60. Công thức phân tử là C2H4O2. Vị chua dùng để pha giấm ăn. Và đến đây các em đã có kết quả chưa? Các em cùng kiểm tra nhé. Và chất của chúng ta đó chính là axit acetic CH3COOH. Cô chúc mừng những bạn mà đã ra kết quả đúng, đặc biệt là những bạn đã ra tên của chất trước khi 20 giây kết thúc. Và tiếp tục, chúng ta sẽ sang một dạng bài tập tiếp theo là một bài tập tính toán. Vậy dạng bài tập tính toán này là gì? Chúng ta tiếp tục sang dạng 4. Dạng bài tập tính hiệu suất của phản ứng. Cô có bài tập như sau. Cho 22,4 lít khí ethylene ở điều kiện tiêu chuẩn. Tác dụng với nước có axit sulfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gram rượu ethylic. Hãy tính hiệu suất của phản ứng cộng nước của ethylene. Cô trò chúng ta sẽ cùng phân tích bài toán nhé. Ở đây các em chú ý, bề đòi cho chúng ta đó chính là tên của các chất là ethylene, axit sulfuric và rượu ethylic. Vậy nhiệm vụ của các em là phân tích bài toán. Vậy chúng ta phải phân tích ở đây, chúng ta thấy là thứ nhất là chúng ta phải ghi được công thức của các từ tên, chúng ta ghi được công thức của các chất. Thứ hai, các em phải xác định rõ ràng ở đây đâu là chất tham gia, đâu là sản phẩm. Và ở đây thì ethylene là chất tham gia, rượu ethylic là sản phẩm. Còn axit sulfuric chỉ là chất xúc tác. Chúng ta sẽ tóm tắt đề bài như sau. Thể tích của C2H4 ở điều kiện tiêu chuẩn chính là 22,4. Và khối lượng của rượu ethylic thì chúng ta viết là khối lượng C2H5OH bằng 13,8 gram. Yêu cầu của đề bài là hãy tính hiệu suất của phản ứng. Các em thân mến, trong phần bài tập này các em sẽ có nhiều cách giải khác nhau, dựa vào những phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, ở trong điều kiện một tiết học ngày hôm nay, cô giáo sẽ giới thiệu với chúng ta một phương pháp giải. Phương pháp giải đó như sau. Phương pháp giải tính hiệu suất này, cô giáo sẽ dựa vào khối lượng của sản phẩm. Vậy muốn tính hiệu suất của phản ứng dựa vào khối lượng của sản phẩm thì chúng ta cần phải bắt đầu từ chất tham gia. Và bước 1, các em sẽ đi tính số mol của chất tham gia. Bước 2, từ đó các em viết phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có. Bước 3, từ phương trình hóa học đi tìm số mol của chất sản phẩm tính theo lý thuyết dựa vào số mol của chất tham gia mà các em đã tính ở bước 1. Từ đó chúng ta tính được bước 4, đó là khối lượng của chất sản phẩm tính theo lý thuyết. Và sang bước 5, các em sẽ áp dụng công thức tính hiệu suất của phản ứng bằng H bằng khối lượng của sản phẩm tính theo thực tế chia cho khối lượng của sản phẩm tính theo lý thuyết nhân với 100%. Vậy, dựa vào phương pháp mà cô giáo vừa nêu cho chúng ta, cô trò chúng ta sẽ cùng giải bài toán này. Bước 1, các em hãy thực hiện tính số mol của C2H4 bằng 22,4 chia cho 2,4 và ra là 1 mol. Tiếp theo chúng ta thực hiện bước 2, đó là viết phương trình hóa học. C2H4 cộng H2O có axit sulfuric làm chất xúc tác sẽ tạo thành C2H5OH. Ở đây các em có thể ghi chữ axit hoặc viết hẳn là axit sulfuric đều được. Ở đây chúng ta nhận thấy tỷ lệ các chất tham gia phản ứng có tỷ lệ số mol là 1:1:1. Từ đó chúng ta suy ra được số mol của rượu ethylic thì bằng với số mol của ethylene và bằng là 1 mol. Chúng ta sang bước tiếp, đó là tính được khối lượng của rượu ethylic tạo thành tính trên lý thuyết. Chúng ta có khối lượng của rượu bằng 1 nhân với 46 và ra là 46 gram. Ở đây chúng ta thấy áp dụng vào công thức thì chúng ta đã có khối lượng của sản phẩm tính theo lý thuyết. Vậy
khối lượng của sản phẩm thực tế thì chúng ta lấy ở đâu? Quan sát lại kỹ đề bài thì chúng ta thấy đề bài cho là sau khi phản ứng thì người ta thu được khối lượng của rượu etylic là 13,8 gram. Và đây chính là khối lượng thực tế của rượu etylic chúng ta thu được. Áp dụng vào công thức, các em tính được ngay. Hiệu suất của phản ứng bằng 13,8 chia cho 46 nhân với 100% và kết quả là 30%. Vậy từ đó chúng ta chốt được hiệu suất của phản ứng là 30%. Vậy qua bài học ngày hôm nay, chúng ta cần nắm được những kiến thức như sau. Thứ nhất, đó là sơ đồ về mối liên hệ giữa ethylene, rồi ethylic, acid acetic liên hệ với nhau như thế nào. Phần thứ hai về phần bài tập, chúng ta đã được tìm hiểu dạng 1, hoàn thành dãy chuyển đổi hóa học. Dạng 2, phân biệt các chất dựa vào tính chất hóa học. Dạng 3, xác định chất dựa vào tính chất của chất. Và dạng 4 là tính hiệu suất của phản ứng. Để làm tốt được phần bài tập thì các em chú ý, thứ nhất, chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ đề bài, phân tích và xem đề bài cho chúng ta nội dung gì và những yêu cầu gì. Phần tiếp theo là các em cần nắm chắc được về tính chất của những chất chúng ta đã được học. Và cuối cùng đó là sự vận dụng linh hoạt các phương pháp giải tùy vào từng bài toán. Và ở đầu bài, chúng ta trước khi vào giờ thì các em đã chơi một trò chơi có liên quan đến việc rửa tay. Và bây giờ cô giáo sẽ giới thiệu với chúng ta một chất có khả năng diệt vi khuẩn. Vậy thông tin về chất đó là gì? Mời các em cùng đọc phần Em có biết. Cồn y tế hay còn gọi hay là dung dịch rượu etylic 70 độ được khuyến nghị sẽ tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại cho cơ thể người. Chất này có khả năng thẩm thấu cao, có thể xuyên qua màng tế bào vi khuẩn và đi sâu vào bên trong, gây đông tụ protein, từ đó khiến cho vi khuẩn chết. Và đó chính là nội dung thông tin mà cô giáo muốn giới thiệu với các em. Các em thân mến, các em thấy hóa học của chúng ta rất là gần gũi và đi vào cuộc sống. Khi chúng ta nắm chắc được tính chất của các chất thì chúng ta có thể vận dụng được linh hoạt vào trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra chúng ta còn có thể thấy hóa học có vận dụng rất nhiều vào các ngành khác. Các em hãy thực hiện những nhiệm vụ sau. Các em thực hiện bài tập 1, xác định chất A, B và viết phương trình hoàn thành dãy chuyển đổi. Từ C2H4 tác dụng với nước tạo thành chất A, từ chất A tạo thành chất B, từ chất B tạo thành CH3COO tất cả hai lần ZL. Bài 2, lên men giấm 6,9 gram rượu etylic thu được 6,75 gram axit acetic. Tính hiệu suất phản ứng lên men giấm của rượu etylic. Bài tập 3, đốt cháy hoàn toàn 4,5 gram chất hữu cơ X, thu được 13,2 gram khí carbonic và 8,1 gram nước. Xác định công thức phân tử của X, biết tỷ khối của X so với khí hydro là 15. Nghiên cứu trước nội dung bài chất béo. Và nội dung bài tập hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các em học tập tốt. Tạm biệt, chào các em.